ruộng đồng rồi thì dần cũng chả có thấy cấy hái thì chả có nước, chả cấy hái thì nước bẩn, chả cấy hái thì được. Toàn ruộng là bỏ không hết. Những cái lúc mà nó cạn nước và nó thối nước, nó đen ấy. Thế là không chịu được là phải đóng hết cửa kính, cứ bốc vào cả trong nhà. Mấy cái nhà máy khu công nghiệp rồi tất cả các cái nhà máy xưởng sản xuất ở trong các xã bạn là đổ trực tiếp về đây. Đấy thì xong này thì xuống kênh này và đi trực tiếp ra cánh đồng. Đấy thì cũng không thể đấy, cá thì chỉ có cá dọn bể là sống được thôi, còn các loại cá nước ngọt mà ngày trước là hay thấy là hầu như nhiều năm nay là không thấy có con nào luôn.